Thưa quý vị, trong thời gian qua, công an nhiều địa phương liên tiếp nhận được đơn thư của người dân tố giác các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, mặc dù cơ quan công an đã đưa ra nhiều khuyến cáo và các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã có nhiều tin bài tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm này, nhưng một số người dân vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo mất hàng tỷ đồng. Tại Đồng Tháp, bà L, ngụ xã Thạnh Lợi, huyện Tháp 10, là nạn nhân gần đây của chiêu trò lừa đảo bằng thủ đoạn gọi điện mạo danh. Cuối tháng 3 vừa rồi, bà nhận điện thoại từ một số lạ. Đầu dây bên kia xưng là người của công an, đọc chính xác những thông tin cá nhân liên quan đến cá nhân và địa chỉ của nhà bà. Chúng cho biết bà đang nợ tiền cước điện thoại và có liên quan trong vụ án ma túy. Vì quá lo sợ và để chứng minh mình không phạm tội, nạn nhân đã làm theo lời yêu cầu, chuyển tổng cộng hơn 1,3 tỷ đồng cho bọn lừa đảo. Nó điện nó nói tôi bị tiền thuê bao số cũ, nó nói tôi bị mắc đường dây ma túy gì, rồi nó điện qua hăm dọa đủ điều trơn á, nó xin công an ở ngoài Đà Nẵng gì đó, ở ngoài miền ngoài á, nó kêu đi làm cái tài khoản luôn á, chuyển tiền vô đó. Mới đầu nó kêu cũng ít chứ không có nhiều, rồi càng ngày nó càng nhiều, biết là nộp vô tài khoản của mình, rồi mới nộp vô, rồi nó rút nào không hay, không biết luôn. Nó hăm dọa đủ điều hết trơn luôn, sợ liên can tới gia đình chồng con, hết ông này nói chuyện tới ông kia nói chuyện. Cũng giả danh công an, nhưng đối tượng Cao Chí Phấn, 39 tuổi, ngụ thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp, còn manh động hơn khi nhắm vào con mồi là người quen biết. Lợi dụng sự tin tưởng của ông Trần Văn Hỏi, ngày 8 tháng 3, Phấn đến nhà ông Hỏi mượn 15 triệu đồng để phục vụ công tác chuyên môn. Do chỗ quen biết nên ông Hỏi đã đồng ý cho mượn tiền. Đến ngày hứa hẹn trả lại tiền đã mượn thì ông Hỏi không liên lạc được với đối tượng Phấn. Biết mình bị lừa, ông Hỏi đã trình báo sự việc với cơ quan công an. Nó giả danh công an, nó lừa tôi là nó hỏi mượn tôi là 15 triệu. Anh em là tình thiệt nên mới cho nó mượn tiền. Nhờ bên cái ngành công an giải quyết kịp thời nhanh chóng luôn, bắt tội phạm rất là hay. Nó trong vòng 24 tiếng hồ là bắt nó lại được liền. Người dân mình khi mà nhận được tin nhắn hoặc là cuộc gọi của đối tượng lạ và yêu cầu làm việc qua điện thoại thì chúng ta không được cung cấp về các thông tin cá nhân, tìm cách liên hệ với những người thân để được tư vấn. Thì sau đó thì mình nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để mình trình báo để được hướng dẫn. Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, tất cả cơ quan bảo vệ pháp luật hiện nay không làm việc qua điện thoại. Những vấn đề có liên quan đến công tác điều tra đều được gửi giấy mời đến người dân theo đúng trình tự và quy định của pháp luật. Vì vậy, nếu người dân nhận được những cuộc gọi tự xưng là công an, yêu cầu chuyển tiền, lập tức phải cảnh giác. Theo Cục Hàng không Việt Nam, hai năm 2020-2021, thị trường hàng không Việt Nam sụt giảm mạnh, với mức giảm lần lượt là 42,1% và 80% so với năm 2019. Việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2022 mang lại nhiều kỳ vọng, nhưng lượng khách quốc tế vẫn sụt giảm so với giai đoạn chưa có dịch COVID-19. Điều này khiến các hãng hàng không Việt vẫn phải chật vật xoay sở. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy lượng khách hàng không 4 tháng đầu năm 2022 tăng 26,3% về vận chuyển và tăng 36% về luân chuyển so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn giảm 16,9% và giảm 44,7% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa có dịch COVID-19. Hiện tại, các hãng hàng không Việt Nam cũng như quốc tế đã khôi phục phần lớn các đường bay đến các thị trường truyền thống, nhưng chủ yếu vẫn là khách công vụ, thăm thân, kinh doanh. Lượng khách du lịch, nguồn khách chính của ngành hàng không vẫn còn rất hạn chế. Các thị trường du lịch lớn của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan vẫn chưa được kích hoạt mạnh mẽ do các quốc gia này vẫn duy trì các biện pháp chống dịch ở những mức độ khác nhau, chưa tạo điều kiện cho du lịch quốc tế. Thị trường khách Nga bị đóng băng do xung đột Nga-Ukraine. Nhiều khả năng lượng khách quốc tế đến năm 2024 mới có thể phục hồi hoàn toàn.
Thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức chiến dịch uống bổ sung vitamin A và triển khai các hoạt động ngày vi chất dinh dưỡng trên địa bàn thành phố năm 2022. Chiến dịch sẽ được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng 6. Ngoài việc tổ chức uống bổ sung vitamin A, Hà Nội còn thực hiện cân đo, sàng lọc suy dinh dưỡng cấp tính cho trẻ dưới 5 tuổi từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6. Đối tượng uống bổ sung vitamin A trong đợt này là những trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi đang có mặt tại địa phương. Hà Nội phấn đấu trên 99,8% trẻ em từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống vitamin A liều cao. Trên 95% trẻ em dưới 5 tuổi được cân đo để đánh giá tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thiếu cân, thể thấp còi, thể gầy còm, suy dinh dưỡng cấp tính và tỷ lệ thừa cân béo phì cấp quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố. Vì chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình phát triển, tăng cường về thể lực, tầm vóc và trí tuệ, góp phần quan trọng để nâng cao sức khỏe và sức đề kháng cho cơ thể. Do đó, các bác sĩ khuyến cáo, đề phòng thiếu vi chất dinh dưỡng, toàn dân hãy thực hiện. Sử dụng đa dạng, phối hợp nhiều loại thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày, khuyến khích lựa chọn và sử dụng thực phẩm có tăng cường vi chất dinh dưỡng. Cho trẻ bú sớm, nuôi trẻ hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho trẻ bú mẹ cùng với ăn bổ sung hợp lý đến 24 tháng tuổi hoặc lâu hơn. Vào lúc 0 giờ ngày 24 tháng 5 năm 2022, tại km số 20+293 quốc lộ 9 thuộc thôn Tân Xuân 2, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, phòng phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy trái phép với số lượng lớn bằng xe taxi. Xe taxi biển kiểm soát 74A08332 đang lưu thông hướng Lao Bảo, Đông Hà có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện ở băng ghế sau có một đối tượng và bên cạnh có một bao gói màu đen. Kiểm tra bên trong có chứa 19.000 viên màu hồng hình trụ. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận toàn bộ viên nén màu hồng trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Đối tượng được một người thuê lên cầu Đầu Màu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, vận chuyển vào thành phố Huế với tiền công 2 triệu đồng. Khi đi đến cầu Tân Lâm, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan chức năng điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp, trong 2 ngày qua, mưa lớn diễn ra nhiều giờ tại một số tỉnh ở miền Bắc như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, khiến cho một số khu vực ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa sẽ giảm dần trong ngày hôm nay, tuy nhiên sẽ còn tiếp tục ở Bắc Bộ trong 5 đến 7 ngày nữa. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Trung Bộ kết hợp với hội tụ gió lên đến 5.000 m, nên thời tiết khu vực Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Bắc Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 25 tháng 5, mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Tuy nhiên, ở tỉnh vùng núi khu vực Tây Bắc, Đông Bắc và Thanh Hóa, Nghệ An vẫn có mưa vừa, mưa to. Từ đêm 25 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, ở vùng Trung Du và vùng núi khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Mưa dông tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực đồng bằng có mưa rào và dông vài nơi, riêng đêm 27 tháng 5 có mưa rào và dông rải rác. Với diễn biến mưa như trong nhiều ngày qua, có thể xảy ra nhiều thiên tai khác như lũ quét, sạt lở đất, người dân cần hết sức cảnh giác, đề phòng.